GPU Super Server SIS421GUTNXR, hệ thống GPU đa năng DP Intel 4U với NVIDIA HGX H104 GPU, một máy chủ mạnh mẽ phù hợp cho máy tính hiệu năng cao, đào tạo AI và học sâu, mô hình ngôn ngữ lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sức mạnh và hiệu suất vượt trội với hai bộ xử lý có khả năng mở rộng Intel Xeon thế hệ thứ 5 hoặc thế hệ thứ 4, hỗ trợ tới 32 thanh RAM DDR5, 5 quạt công suất lớn với khả năng kiểm soát tốc độ quạt tối ưu. Hệ thống GPU đa năng DP Intel 4U với 4 GPU NVIDIA HGX H100. Mặt trước của máy là bảng điều khiển và 6 khay ổ đĩa 2.5 inch có thể hoán đổi nóng với các chuẩn NVMe và SATA. Mặt sau của máy là 4 bộ cấp nguồn titan dự phòng 3000 W, mở rộng linh hoạt với 8 khe cắm PCIe 5.0x16, một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm, vui lòng truy cập nhất tiến trung.vn để được tư vấn chi tiết và mua hàng toàn quốc.